ta đang tới với lại phòng y của bệnh viện. Hiện nay là có mấy bác sĩ y tá rồi đang bác sĩ Quách Phú Thành đang đây để chuẩn bị cảnh quay. Mấy đứa im lặng mấy đứa ơi. Đang nói chuyện với bác sĩ Quách Phú Thành. Thì đang chuẩn bị để quay bộ cảnh là anh ấy là đỡ đẻ. Cho bé cho sinh để ra đời. Và đây là chị Châu Huệ Mẫn đang nghe điện thoại với bên Hồng Kông mẹ gọi về. Chị ơi chị thấy không? Dạ. Chị? Dạ. Má ly gì hả? Dạ. Má ly gì? Dạ. Lấy chồng không? Không đúng không? Không đúng không? Lấy hả? Ờ ok. Không lấy hả? Ờ. Chị hả? Chị hả? Chị hả? Chị? 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 Nói chuyện chơi làm gì? Thứ gì cô hồn có trẻ nè. Hả? Sao chị? 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 Mốt cho người ta nói chuyện mà không nói chuyện lại bà. Ừ. Mày mốt phim này nhớ gọi nha. À mẹ gọi về hả? Mẹ gọi. Ừ nghe điện thoại đi, nghe điện thoại đi. Bấm giờ sáng giờ nằm bệnh viện đâu. Bữa nay ngày mai ngày mốt nói chung là live show bệnh viện. Chờ với bác sĩ y tá rồi. Ủa chung chung. I love Trường Giang. Họ luôn nói là tại sao mày đẹp vậy? Ê anh có bà cũng giả vui lắm, đi về Nha Trang. Cái mình vô quán bàn cái gì. Ê Dương Giang trời ơi, mình thích em lắm. Chị coi hài em không rồi nhưng mà từ bữa nay là hết rồi. Ủa sao vậy chị? Mày thấy già, sao ở ngoài mày đẹp đâu có được. Mày thấy già, vô duyên thứ. Thưa quý vị, chúng ta đang ở thành phố Đà Lạt, thành phố mộng mơ. Hy vọng là trời sẽ suôn sẻ mọi việc. Nhiều khi chúng ta đứng dậy nhưng mà xung quanh đây là toàn là quỷ ma không. Đó, thấy chưa? Những bậc trên thì không thấy nha, cô hồn bất đản ở đây. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đang có một cảnh quay tại hồ Xuân Hương ở thành phố Đà Lạt. Đây là một cảnh quay rất là gọi là không quỳnh tráng thì không phải nhưng mà gọi là một cái thắt nút của một cái phim mà chúng ta đang thấy là đây là khán giả rất là dễ thương đang xếp hàng này. Cô ba chị bảy thứ ba chị tư rồi đó, xếp hàng đó. Các bạn kia đang điện thoại bỏ trong giỏ mà đứng sát vào hồ thế nào cũng bị. Thực sự là mọi người đang cố gắng làm việc rất là tốt để cho phim hoàn thành đúng tiến độ, và thứ hai là ra mắt được tròn trịa cho quý vị thưởng thức. Và hiện tại là bên bộ phận khối lửa cũng đang làm việc rất là tốt đó, bộ phận ánh sáng, tất cả mọi thứ đều rất là ok, chỉ trừ có một cái là ăn cơm thì mấy bữa nay nó bị đau bụng quá. Đoạn cho ăn cơm thì đau bụng, ngày nào cũng đau bụng nhưng mà dù đau bụng thì em vẫn lết ra quay. Khi nào mà chịu nữa là xin lỗi cắt để vô trong kia, tức là giây phút em nghỉ ngơi duy nhất là vô trong đó, còn đi quay sáng đêm mà đâu được nghỉ. Nói chung đoàn cũng thương tụi em, đoàn đạo diễn là con trai người thợ mộc, bào ghê lắm, bào chú, thôi không nên nói xấu nhau.